Hello, xin được chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi trên kênh Mua Bán Xe Cũ ạ. Hôm nay em muốn cập nhật đến cho các bác một cái sản phẩm trong phân khúc xe đa hạng C. Và chiếc xe này em nghĩ cũng là chắc chắn là những các bạn trẻ cũng rất là ưu chuộng cái dòng xe này, đặc biệt là thương hiệu Nhật nha các bác nhé. Và đây là chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 Luxury, sản xuất năm 2021 và được đăng ký cuối tháng 12 năm 2021, đó là tháng 12 năm 2021 nha các bác nhé. Và chiếc xe này thì mang trong mình màu ngoại thất là màu trắng và nội thất ghế da màu đen nha các bác nhé. Và xe em bán ra thì em cũng đều cam kết với các bác đó là xe không có bị tai nạn ngập nước thủy kích, động cơ hộp số đều nguyên bản và khung răng máy móc đều nguyên zin, keo chỉ cột kèo đều nguyên zin hết nha các bác nhé. Và cũng như là hỗ trợ các bác mang xe đi check test bất kỳ hãng hay là gara nào đó mà các bác tin tưởng, em sẽ hỗ trợ mang xe đến tận nơi để cho các bác kiểm tra chất lượng xe cho yên tâm nha các bác nhé. Và chiếc xe này thì đang được cửa hàng Isuzu Việt Nam chào bán đến mức giá là 565 triệu. Và em cũng xin là thông báo luôn với các bác, nếu các bác thiện chí muốn mua một chiếc xe Mazda 3 và cửa hàng em thì em sẽ để cho các bác cái giá tốt nhất, đó là 550 triệu em bao rút hồ sơ nha các bác nhé. Và chiếc xe này thì đã lăn bánh được 5.4 km, nhưng mà các bác có thể quan sát thấy là về phần mặt lốp xe cũng như là các cái chi tiết ở bên trong, lát em sẽ quay cho các bác nhé. Lốp thì thương hiệu Nhật Yokohama thì các bác cũng đều biết rồi đây đúng không ạ. Và chiếc xe này đây, em quay cho các bác về phần lốp của chiếc xe nhé. Sản xuất ở tuần thứ 13 năm 22 đây. Đấy, về phần mặt lốp thì vẫn còn tương đối là đẹp. Tiếp đến là ở phần đi đến phần đầu xe nhé. Bây giờ em sẽ quay cho các bác phần đầu xe của chiếc Mazda 3 này đây. Về phần thiết kế của chiếc Mazda 3 form mới như thế này thì nó cũng rất là bắt mắt và hiện đại trẻ trung đúng không ạ. Và cụm đèn pha thì sử dụng bóng đèn full LED hết rồi nha các bác nhé. Cũng như là có giải LED định vị ở dưới gầm như thế này đây. Và LED định vị ban ngày. Đây các bác có thể quan sát thấy nhá. Mặt lưới tản nhiệt này, những cái phần mặt ca lăng đan xen nhau như thế này đây, logo Mazda. Và chiếc xe này đã chạy 5.4 km rồi, nhưng mà các bác có thể quan sát ở phần bên trong nhá. Đây là khoang cabin của chiếc xe. Từ phần tắp đi cửa này cho đến phần mặt ghế nhé, các bác có thể thấy này, chạy 5.4 nhưng mà về phần ghế cũng vẫn còn rất là đẹp và rất là căng nha các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy ở phần em quay đây các bác này, từ phần mặt ghế này cho đến phần má ghế này, hiện trạng của cái ghế này vẫn còn rất là đẹp và còn rất là căng luôn. Trên bản Luxury thì đã được trang bị đó là ghế lái chỉnh điện và cũng như là có những cái chi tiết có hơn bản Deluxe, đó là ghế da này, đó là có cảm biến va chạm trước sau này, và cũng như là có ở cửa gió ở hàng ghế thứ hai đó. Đây chạy chuẩn 54.710 km nha các bác nhé. Km là km xịn, em cũng sẽ cam kết với các bác luôn. Và như các bác có thể check test thì nó cũng đều ra hết, nên các bác cứ yên tâm nhé. Và hình như em nhớ đâu đó là dòng Mazda này hình như là không tua được km, em nhớ không nhầm là như vậy. Hoặc tua thì cũng có thể là rất là đắt đỏ, nên là cũng không có ai dạy gì để mà đi tua đâu các bác ạ. Và chiếc xe hiện trạng là 5.4 km và em cam kết là km zin nha các bác nhé. Và trên vô lăng thì cũng được tích hợp các cái phím bấm như điều khiển âm thanh, điều khiển cần hành trình, cruise control, ga tự động đây ạ. Đề nổ thông minh start top và điều hòa hoạt động hai vùng độc lập. Và trên cần số thì sẽ có đó là lẫy chuyển số trên vô lăng này, lẫy chuyển số trên vô lăng và có chế độ lái sport và phanh điện tử auto hold, cũng như là các cái phím bảng điều khiển trên màn hình như thế này đây. Màn hình thông minh cũng như là kết nối Apple CarPlay và Android Auto cho các bác nhé. Và chiếc xe này thì nó rất là bắt người nhìn, từ về phần thiết kế ngoại thất cho đến phần bên trong không gian nội thất của chiếc xe này, về mặt thiết kế rất là bắt mắt, rất là thu hút và cũng rất là hiểu khách hàng đang cần những gì. Đấy, em sẽ quay cho các bác bên trong này. Và đây là ở hàng ghế trước nhá. Và thường thì các bác cũng đều biết rồi, dòng xe Mazda thì không gian bên trong thì nó sẽ không được thoải mái quá. Đây, ở hàng ghế thứ hai này. Trên bản Luxury thì sẽ trang bị ở cửa gió ở hàng ghế thứ hai cho các bác. Còn trên phiên bản Premium thì sẽ trang bị thêm cho các bác đó là cửa sổ trời nhé. Đây, không gian thì nó sẽ không được thoải mái và rộng rãi quá như cùng phân khúc như là Cerato hay là Elantra đâu các bác ạ. Các bác sử dụng chiếc xe này thì cũng đều có nhận định cá nhân, đều cũng biết về chiếc Mazda nó sẽ không gian nó sẽ nhỏ hơn rồi đúng không ạ. Tại vì phần đầu xe thì nó đã chiếm rất là nhiều diện tích rồi.
nên là phần không gian bên trong cabin nó sẽ bị hạn chế đi phần nào đó. Về phần đuôi của chiếc Mazda 3 này, đây thì các bác có thể quan sát như là có các cái tính năng như là có cảm biến va chạm phía sau, như là có camera lùi, và không gian cốp thì cũng sẽ rất là thoải mái để cho các bác để đồ nhá. Phân khúc sedan hạng C thì không gian cốp thì cũng rất là thoải mái, rất là rộng rãi để cho các bác có thể đi gia đình mà đi chở tương đối đồ. Đây. Và chiếc xe này thì em đã có cái mức giá cho các bác rồi. Nếu như các bác thiện chí thì em để một mức giá rất là tốt cho các bác, đó là 550 triệu em bao phí rút hồ sơ. Các bác thiện chí thì qua cửa hàng bên em, địa chỉ là 77 Mai Phúc, Long Biên, Hà Nội, USK Việt Nam để xem trực tiếp chiếc xe này nha các bác nhé. Rất là đẹp luôn, hiện trạng của chiếc xe thì còn rất là đẹp và còn rất là mới luôn. Dù đã chạy 5.4 km rồi nhưng mà các bác có thể quan sát như em đã quay cho các bác đây rồi. Hiện trạng của từ tình trạng mặt ghế cho tappi, taplo, cửa vẫn còn rất là căng, vẫn còn rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, các bác thiện chí thì qua cửa hàng bên em nhé để xem trực tiếp chiếc xe cũng như là lái thử cảm nhận luôn. Địa chỉ là 77 Mai Phúc, Long Biên, Hà Nội, USK Việt Nam nha các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ.